Đức Tiến xin chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn và xem chúng tôi. Đây là chương trình điểm báo buổi sáng của chúng tôi, đài VNA TV. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chương trình này được bảo trợ bởi Sun Power by EcoSolar USA với số phone là 714-265-9077. Khi quý vị đang phải trả số tiền bill, tiền điện hàng tháng quá nhiều, quý vị đang tìm kiếm đến một hệ thống solar giúp cho quý vị tiết kiệm tiền một cách hiệu quả và an toàn và nhanh chóng tiện lợi, quý vị hãy nghĩ đến ngay với Sun Power by EcoSolar USA để có được ngay một hệ thống solar như quý vị mong muốn. Mọi chi tiết về hệ thống solar này xin gọi về 714-265-9077. Chương trình hôm nay cũng được bảo trợ bởi công ty của anh Tony Trần với số phone là 714-949-8688. Quý vị cần mua tất cả các sản phẩm nhu yếu phẩm như là về sữa Ensure, dầu xanh hay là các sản phẩm nhu yếu phẩm cần thiết khác để gửi cho người thân của mình tại Hoa Kỳ hay là gửi về quê hương. Một lần nữa, để ủng hộ cho công ty của anh Tony Trần, xin quý vị gọi về số phone 714-949-8688. 714-949-8688. Và bây giờ xin trở lại cùng với nhà văn Chu Tất Tiến. Thưa quý vị, như chúng tôi vừa thưa quý vị, Việt Nam là một trong những nước mà có một cái nỗ lực đáng kể để ngăn chặn Covid. Thưa quý vị, thì theo như chúng tôi cũng vừa thưa quý vị trong mấy phút trước đây, đó là Việt Nam trong tháng vừa qua chỉ có 14 người chết, mà tổng cộng từ ngày phát sinh cái vụ Covid tới giờ thì Việt Nam chỉ có 35 người chết vì vấn đề Covid. Hiện nay có một cái tiến bộ nữa mà chúng tôi cũng không biết phải thưa quý vị như thế nào, thì không biết kết quả nó như thế nào. Ngày 17 tháng 12 mà hãng dược phẩm Việt Nam đã tiến hành tiêm thử vaccine COVID-19 trên người, và chỉ có 3 tình nguyện viên được tiêm thử hôm thứ Năm 17 tháng 11 và được theo dõi trong 72 giờ tại Học viện Quân y Viện Việt Nam ở Hà Nội. Giám đốc Học viện Quân y tên là Đỗ Quyết nói các nhân viên y tế được chuẩn bị kỹ càng trong trường hợp mà các tình nguyện viên này có phản ứng phụ. Việt Nam được thế giới ca ngợi là quốc gia chống dịch COVID thành công và ghi nhận chỉ có 1.400 ca dương tính mà trên 96 triệu dân. Thưa quý vị, hiện nay các nước giàu chiếm 14% dân số thế giới đã đặt trước hơn nửa số vaccine dự tính được sản xuất trong năm tới, theo các công ty công nghệ của Hoa Kỳ cũng như của châu Âu. Nhưng Việt Nam đặc biệt là tự chế lấy vaccine của mình và mới có thử nghiệm trên 3 người. Thì con số này quá nhỏ để người ta có thể quyết định là cái vaccine này có thiệt là công hiệu hay không. Mà tuy nhiên đây cũng là một cái điều đáng khen ngợi cho cái nước cộng sản độc tài này, thưa quý vị. Dạ vâng, tiếp đến thì là chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện khác, đến với đất nước Nhật Bản, thưa quý vị. Ở Nhật Bản thì có rất là nhiều những cái câu chuyện mà làm chúng ta rất là bận tâm, đặc biệt là vấn đề lạm dụng đối với các trẻ em. Nhiều trẻ em đã rơi vào bị lạm dụng và dẫn đến có nhiều cái hành vi như là dẫn đến bệnh tật, như bệnh trầm cảm, tâm thần và thậm chí là tử vong, tự tử, thưa quý vị. Nhân cái dịp Giáng sinh và mùa đen đang về thì ở Nhật Bản đã có những cái phương pháp, những cách mới để mà nhằm một phần nào đó soi dịu. Thì ngày hôm nay chúng tôi nhận bản tin đó là những ông già Noel rất là nhìn rất là manly, rất là ngầu và rất là được nhiều người ngưỡng mộ. Những ông già Noel này đã lái những chiếc mô tô rất là đẹp để đến tặng quà và soi dịu phần nào đối với các trẻ em tại Nhật Bản mà bị lạm dụng. Bản tin như sau, thưa quý vị. Ngày 20 tháng 12, những thành viên của câu lạc bộ có tên là ông già Noel Harley đã đóng vai những ông già Noel diễn hành tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản để cổ vũ chống tình trạng lạm dụng trẻ em. Và những ông già tuyết này được xem là rất là ngầu, đi xe mô tô Harley Davidson xuất hiện trên khắp đường phố Tokyo vào sáng ngày hôm 20 tây tháng 12. Và thông thường thì hàng năm cuộc diễn hành sẽ thu hút rất nhiều sự tham gia của hàng trăm các loại xe mô tô, song do ảnh hưởng của dịch bệnh năm nay thì chỉ có khoảng là 100 người đã tham gia sự kiện này. Dù vậy thì những cái tay đua này được xem tay đua đã sẵn sàng gồ máy lên tạo âm thanh cho nó vui tai và xua tan những cái buồn lạnh lẽo và những sự khó khăn trong lòng của tất cả các em thiếu nhi. Và theo kế hoạch thì các ông già tuyết này sẽ đến 4 nhà tình thương ở thủ đô Tokyo để tặng quà đồ chơi, bánh kẹo cho khoảng 400 trẻ em tại nơi đây. Và theo anh có tên là Hiroyuki Shimada là thành viên tham gia cuộc diễu hành năm nay cho biết, mọi người nói rằng tôi đang lái một chiếc xe Harley Davidson chỉ để trông đẹp mắt. Nhưng hơn thế nữa, tôi đang làm việc này với tư cách là một tình nguyện viên phòng chống tình trạng lạm dụng trẻ em. Đây là điều quan trọng nhất đối với tôi. Vì vậy tôi cảm thấy việc chúng tôi có mặt tại nơi đây thật là tốt đẹp và ý nghĩa.
Sau cuộc diễn hành, sự kiện sẽ được tổ chức chương trình quyên góp đồ chơi và sách vở cho trẻ em. Đây được coi là một truyền thống toàn cầu vào dịp lễ Giáng sinh. Tại thủ đô Tokyo, sự kiện này được tổ chức bởi các thành viên của câu lạc bộ Ông Già Noel Hagley và được thành lập từ năm 2008. Và theo báo cáo của Bộ Y tế Nhật Bản, số vụ lạm dụng trẻ em ở Nhật Bản mỗi tháng tăng tới 20% trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Và nguyên nhân ban đầu được xác định là tình trạng người dân phải ở nhà nhiều hơn do dịch COVID-19. Đó là điều rất là đau lòng, thưa quý vị. Xin trở lại cùng với chú Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một cái tin về Nigeria. Thì 5 binh sĩ Nigeria đã bị giết bởi các chiến binh thánh chiến liên kết với cái nhóm gọi là nhà nước Hồi giáo và hàng chục dân thường bị bắt cóc trong một cuộc tấn công riêng biệt. Các nguồn tin quân sự cho biết hôm Chủ nhật trong cuộc báo động mới nhất nhằm kiểm soát miền Bắc đất nước. Một đoàn xe quân sự đã bị tấn công ở bang Đông Bắc Borno hôm thứ Bảy và các chiến binh cũng tấn công một đoàn xe vận tải trong cùng khu vực một ngày trước đó, bắt cóc 35 người và giết chết một phụ nữ. Các nhóm thủ phạm của cái vấn đề bắt cóc và tấn công này là nhóm Boko Haram của Nigeria và một nhóm khác tên là tỉnh Tây Phi thuộc nhà nước Hồi giáo, tên rất là dài, đã giết chết 36.000 người và khoảng 2 triệu người phải di tản như một phần của cuộc xung đột kéo dài một thập kỷ nay. Các cuộc tấn công của cái nhóm chiến binh Hồi giáo này cũng đã làm cho đất nước Nigeria lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Một số những vụ bắt cóc là nhằm vào thường dân để đòi tiền chuộc mạng và có số bắt cóc khác để coi như là trả thù các cuộc xung đột diễn ra trong thời gian gần đây đã giết chết một số chiến binh Hồi giáo. Thưa quý vị, tình hình ở Nigeria hiện nay rất là nghiêm trọng và người ta không biết là có một giải pháp hòa bình nào cho cái đất nước này vẫn bị chia rẽ từ rất nhiều thập kỷ nay, thưa quý vị. Dạ vâng, trong cái dịp mà gần cuối năm thì quý vị cũng biết là riêng đối với tình hình nhà hàng tại nhiều nơi, đặc biệt là tại khu vực miền Nam California đã phải đóng cửa trong suốt thời gian vừa qua với cái lệnh của thống đốc Gavin Newsom đã cấm buôn bán bên trong và bên ngoài, chỉ còn có thể là to go hay là delivery mà thôi. Chúng ta thấy tình hình nhà hàng khá là ảm đạm và một số nhà hàng đã cắt phải nói là không còn nhân viên, phải cắt giảm nhân viên rất là nhiều vì không có còn đủ cái lợi nhuận và một số cái nhà hàng đã phải đóng cửa vì không còn các khả năng chi trả và mở cửa tiếp tục. Tuy nhiên thì vẫn có một số các nhà hàng khác ở các tiểu bang khác thì người ta cũng cố cầm cự để mở, để giữ được cái giữ khách họ đến thường xuyên hơn, và các nhân viên cũng cố gắng làm việc trong cái điều kiện khó khăn về khách hàng không có nhiều, rồi buôn bán thì cũng khó khăn, tình hình dịch bệnh và đặc biệt là cái mùa lạnh đang đến với nhiều nơi. Thì một cái tin vui mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng quý vị đó là một cái người khách đã đến ăn tại một nhà hàng và để lại tiền tip lên đến con số là $5,600. Thưa quý vị, một người đã đến ăn tại một nhà hàng tại tiểu bang Ohio và đã để lại tiền tip hay mà tôi gọi là tiền bo lên đến là $5,600 cho toàn bộ 28 nhân viên ở một nhà hàng nhân dịp Giáng sinh năm nay. Bản tin được chia sẻ như sau, thưa quý vị. Vị khách này giấu tên đã dùng bữa tại một nhà hàng có tên là Shots Mediterranean Kitchen ở thành phố có tên là Toledo, bang Ohio ngày 12 tháng 12 và đã tip bo cho toàn bộ 28 nhân viên tới con số là $5,600. Sau khi chia ra thì mỗi nhân viên sẽ có được tip là khoảng $200. Và đã có nhiều nhân viên rơi nước mắt, cả tôi nữa. Điều này vô cùng có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Musa Sablot, chủ sở hữu kiêm đầu bếp của nhà hàng Shop, đã nói với truyền thông. Và năm nay, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều nhân viên không đủ tiền để mua cây thông Giáng sinh hay mua quà tặng cho gia đình, nên Musa đã cho biết khoản tiền bo này, tiền tip này đã giúp cho nhân viên biến những điều đó thành sự thật. Và thưa quý vị, Musa đã khai trương nhà hàng của mình vào tháng 10, 2019 và cũng như nhiều các doanh nghiệp khác tại nơi đây, Musa đang phải vật lộn với nhiều cái khó khăn để có thể giữ lại nhà hàng của mình. Và hồi tháng 9 thì Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia cho biết khoảng 100.000 nhà hàng đã phải đóng cửa trong năm 2020 và khoảng 60% doanh nghiệp phải đóng cửa trong đại dịch sẽ không bao giờ mở cửa trở lại và các nhà hàng thiệt hại nặng nề nhất trong số các cái cơ sở thương mại đóng cửa này. Và bây giờ khi nhà hàng đã mở cửa trở lại thì Musa nói rằng cử chỉ được xem là tử tế của vị khách giấu tên trên như là một lời nhắc nhở rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn dù có khó khăn đến đâu. Thưa quý vị, bản tin là nhà hàng, khi chúng tôi cũng liên tưởng tới vấn đề các nhà hàng ở quận Cam, ở trên California, miền Bắc, miền Nam cũng thế. Thưa quý vị,
Rất là nhiều nhà hàng Việt Nam đã ở trong cái tình trạng là kêu nhà báo động gần phải khai phá sản. Chúng tôi đi đường thấy một số nhà hàng bây giờ đóng cửa mà tắt đèn và cũng như là tháo bảng hiệu. Điều này rất là gây lo lắng cho những người dân Việt Nam đang là sinh hoạt ở trong vấn đề mà thương mại, cố gắng để làm thế nào có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì vì vấn đề Covid và rất nhiều nhà hàng đã phải đóng cửa, nhất là những nhiều nhà hàng vừa mới khai trương, bỏ ra vài trăm ngàn đô la để mà khai trương một nhà hàng rất là đẹp mà bây giờ phải đóng cửa luôn. Thì điều đó rất là buồn cho cộng đồng Việt Nam. Thì không biết là trong tương lai thì có cái phương pháp nào mà chính phủ có thể giúp đỡ cho các nhà hàng được vực dậy lại được. Chúng tôi biết rằng là ông Andrew Rỗ là giám sát viên ở quận Cam cũng cho biết rằng là sẽ ủng hộ cho những nhà hàng, những cơ sở thương mại đã lên tới một con số tiền là 10.000 đồng. Thì không biết việc này thực hiện đến tới đâu. Bây giờ sang một cái vấn đề khí tượng, thưa quý vị, chúng ta đã biết trước đây nước Mỹ cũng đã từng tràn ngập vào vấn đề tuyết trong mùa lạnh này, thưa quý vị, nhất là New York, ở Philadelphia, rất là nhiều nơi đã phải ngưng trệ hoạt động bởi vì tuyết xuống quá dày. Bây giờ sang một cái nước bạn của chúng ta là nước Nhật ở bên Á Châu, báo tuyết cũng là ngập lên kinh khủng, thưa quý vị, khiến cho 1.000 chiếc xe bị kẹt trên xa lộ ở Nhật và nhiều ngày ở đây khiến cho nhiều tài xế không có thức ăn, phải lấy tuyết hướng lấy rồi cho tan chảy ra để uống nước, thưa quý vị. Đầu tiên là một chiếc xe bị kẹt vì tuyết dày quá đi không được, và sau đó cái đoàn xe cứ từ từ dồn lại và đi từ thủ đô Korea Tokyo đến thành phố Niigata dọc theo bờ biển Nhật Bản. Dần dần con số là lên tới 1.000 xe và bây giờ không nhúc nhích được, khiến cho quân đội phải mang trực thăng tới để yểm trợ thức ăn, nước uống và cũng như là chăn mền cho một số những mà tài xế mà bị quá lạnh, thưa quý vị. Trong đó thì có hai tài xế đã phải chở cấp cứu ngay vì vấn đề hô hấp không có thể thở được. Đây là một cái tình trạng thiên nhiên và nó cực kỳ là hung hãn. Và chúng ta biết rằng là thiên nhiên cũng có những cái mặt mà tốt và cả mặt xấu, có những cái khung cảnh rất là đẹp, có những nơi thời tiết rất là thuận tiện để cho người ta sống bằng cách vui vẻ, và có những nơi thời tiết quá khắc nghiệt khiến cho con người ta sống rất cực kỳ là vất vả. Dạ vâng, và thời gian đến đây cũng đã hết rồi. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi trình của chúng tôi cùng với nhà văn Chu Tất Tiến và Đức Tiến. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin quý vị nhớ đón xem cho chúng tôi vào các buổi sáng hàng ngày trên đài VNATV, và cũng như xin nhớ ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Chúc cho quý vị có thời gian còn lại được mọi điều tốt lành, hạnh phúc và bình an. Xin mời nhà văn ạ. Dạ vâng. Xin kính chào.